Tại sao Tuyền lại nằm trong tủ chén? Nói dạ. Nói nhà xin gom hả? Nhả xin gom ra. Ai gì? Nghe là tiền của công ty. Tiền công ty sao nằm trong tủ chén nhà mình? Sao hả? Qua mặt tôi hả? Tụi tôi dễ tin hả? Thì ra đây là bà chị già khó tính ế chồng mà anh nói với em hả? Cái mặt này là bà chị già khó tính ế chồng chung nhà đây đó hả? Là tôi hả? Giỡn mà. Giỡn vui quá hả? Tôi á là vợ của anh đó, hiểu chưa, biết chưa? Cái gì? Đón xem Vitamin Cười phiên bản mới lúc 20 giờ thứ bảy chỉ có trên HTV2.